Vâng, em chính mình lần xin chào tất cả các bác. Đây là kênh chuyên em giới thiệu những con đáy Mỹ tuyển chọn, mời các bác cùng xem. Trong đây là những con QC, thì trong này còn hai con 2000A chưa khui nha các bác. Những con này thì về ngày hôm qua và nay em đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Em mời các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhé. Đấy, hàng em dẫn là hàng tuyển đẹp đấy nha các bác. Đấy, con này là con Boss 600SR nha các bác. Con này 18 này. Còn con QC 2000A là một trong những con đẩy con bao của QC có chất âm tuyệt vời và lực đánh cực kỳ mạnh nha. Thì nó 2000A nó mạnh hơn con này nha các bác. Con này thì 4 cơn, thì con này là 2 cơn thì nó phải mạnh hơn. Nếu các bác mà chơi 4 cơn thì lấy 2 con nha. Thì nó mạnh gấp 2 con này là nha. Giá 14 triệu nha các bác. QC MX 2000A. Và nó là đẳng cấp, chất âm rất là hay nha. Và mạnh đánh full 50 hoặc là đánh sub 50 nha các bác, hoặc là chơi những hai cặp full 30. Rất là tuyệt vời và chơi những dòng boss rất là hay nha. Đánh boss BMP thì thoải mái. Hàng đẹp hết cho các bác nha. Có thấy mặt mũi nó này. À, đẹp keng hết nha. Em này chạy hai tăng phô đó, em đã giới thiệu cho các bác rồi. Có thấy này, hai tăng phô. QC 2000A là 14 triệu đã bao gồm phí ship và được tăng kèm một bộ dây ba lăng nha. Còn con boss 600SR thì nó là 18 triệu nha các bác, dòng 4 cơn. Thì nên em về được tổng con QC là khoảng mười mấy con nha các bác, hàng tuyển hết. Thì đang chiều nay khui hai con này để vệ sinh. Thì bác nào mình yêu mến kênh hãy ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video hàng về mới, những sản phẩm phục vụ các bác nghe nhạc, các karaoke, xịn sò. Đây là kênh thứ hai chuyên giới thiệu những sản phẩm phục vụ karaoke. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé.